con cá lóc thấy thấy nóng lạnh luôn. À, các bạn thấy chưa? Trời ơi, mình giật lên là mình rung luôn á mọi người. Con cá nè. Nó bự. Coi cái cầm tay của mình nè, thấy không? Ồ, con cá. Nè, ôi giời. Ôi giời ơi, con cá chạp bá luôn mọi người ơi. Đây mọi người thấy chưa? Trời ơi, con cá nè. Câu vịt nha mọi người. Đây là câu vịt nè, còn con nữa. Còn con nữa, mai mình đi câu thử coi nó có táp không. Con cá nhìn đã ghê luôn mọi người ơi. Cá lóc này là cá lóc đồng nha. Đó. Quá trời bự luôn. Cá này hơn nửa ký nè. Hồi bữa mình có nói rồi. Cá này hơn nửa ký. Rồi sáng mình có câu mà nó táp nó không ăn. Rồi buổi chiều mát mát á mọi người, nó táp nhiều lắm. Nãy nó táp mấy lần luôn á. À, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Nghĩa Vlog nha. Hôm nay Nghĩa Vlog sẽ làm một cái clip, đó là cá lóc nướng cuốn bánh chén. Này là cá lóc đồng nha mọi người. Hôm qua mình đi câu được con cá lóc bằng dòng á, nên hay làm clip cá lóc nướng cuốn bánh chén. Giờ mình sẽ đi nướng cá lóc nha mọi người. Mình xỏ cây để mình nướng á mọi người, để cho nó chín đều. Sáng tranh thủ đi làm về mọi người, mình có đi hốt một mớ dơm bỏ bao để về mình nướng, chứ dơm ở nhà không có nha mọi người. Này là dơm mà mấy đám ruộng mới đập xong á, người ta bỏ, có chỗ bỏ có chỗ lấy á mọi người. Mình thấy người ta đốt quá bỏ uổng quá, mình hốt về để mình để dành mình nướng cá rồi. Cá lóc nướng chui nha mọi người. Người ta nướng chui kiểu như vậy nè. À, găm cho con cá lóc nó chui xuống đất á. Dơm này nó hồi sáng mình hốt sớm nó còn ướt á mọi người. Mình sẽ chuẩn bị làm nước chấm nha. Nước chấm thì mình sẽ sử dụng thơm với mắm nêm nha mọi người. Là chanh, rồi đường. Mình sẽ làm nước mắm nó sẽ ngon hơn. Thơm á, cái phần gai của nó vậy nè, có lông á mọi người mà ăn á nó ngứa miệng lắm, rát lưỡi nữa. À, cái phần dưa thì lát mình rửa rồi mình sắc da á mọi người. Đây cá lóc nướng đây mọi người, chín phần dưới à, còn phần đuôi nó trên nó, tại vì nó không đủ lửa mọi người, giờ phải nướng lại phần đuôi nó mọi người ơi. À, nhìn rất hấp dẫn ha.
Trái rất là to luôn nha mọi người. Tại mình gặp cái cây nó còn ở dưới nhiều quá. Giờ mình sẽ nướng lại nha mọi người. Mình sẽ làm lại cái phần đuôi này nè. Nó còn nó chưa chín. Cái này mình nướng lại chủ yếu cái phần đuôi thôi nha mọi người. Tại vì cái phần đầu nó chín rồi. Phần đầu hồi nãy mình có là cái phần lửa dưới nó nhiều quá. Đây là kết quả sau khi nướng nha cả nhà. Đây thì nó chín rồi. Nhưng cái phần ở dưới đây nè, nó còn hơi bị chưa có trái cái phần lông, phần lông, phần da, phần vảy của nó. Nên vẫn ăn được không sao nha mọi người. Mời cả nhà dùng miếng bánh tráng cuốn với mình nha. Đây thì mình có lóc nha cả nhà. Đó. Wow, cá lóc trứng. Cả nhà, nguyên một bọc trứng luôn cả nhà ơi. Wow. Cá lóc này là cá lóc cái nha mọi người cả nhà. Cá lóc có trứng là cá lóc cái nha. Đó. Cái phần má của nó cả nhà ăn rất là dai luôn á. Hồi nãy giờ cả nhà bị lỗi kỹ thuật đó cả nhà ơi. Cái máy sao mà mình quay á, mình thấy nó nhảy số cũng 20 phút rồi nhưng mà nó tự tắt, cái nó không lưu lại, cái không có lưu lại á mọi người. Bây giờ mình cũng đã ăn hết nửa con rồi, giờ thì mình mời mọi người nha. Cũng không biết cái máy nó bị sao nữa. Nãy nó kêu tít 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 cái nó tắt. Mà nó lưu được có 3 phút mà. Rồi có gì mọi người thông cảm nha. Mình cũng vẫn làm, cũng vẫn còn cá nên mình vẫn làm cho mọi người xem nha. À, rồi là cái này cá lóc đồng ăn rất là dai luôn nha mọi người. Cá lóc này nè, rồi hồi bữa mình câu á thì nó làm mình hết hồn luôn á mọi người. Nó bự, tại nó bự quá mình nó táp mình giật lên đó, nó nặng á, trời ơi hết cả hồn luôn á mọi người. Mời mọi người nha.
cá lóc đồng này mọi người, nó sẽ ăn ngon hơn là cá lóc nuôi á mọi người. Đây là cá lóc đồng á, ăn thịt nó dai lắm, còn cá lóc nuôi á mình ăn thịt nó bị bở nha mọi người. Hồi trưa ở đây cá lóc nhiều lắm mọi người, lúc mà ở đây còn ruộng nhiều quá, giờ là công ty nó về nó xây dựng nhiều quá rồi nên cá nó ít rồi. Không biết là hồi đó mọi người có biết là đặt hầm không, là có nghĩa là mọi người là có hai đám ruộng á mà có ngăn bởi một cái đường đi á, cái mọi người đi ra ngoài đó mọi người sắn một cái lỗ ở giữa bờ vậy á, cái mọi người đặt cái lu xuống, cái mọi người làm sao mà cho cái hầm á vừa tới cái mí nước thôi, rồi mọi người làm cái đường hai bên ruộng á vô cái hầm của mình á, mà đừng có cho ngập nước vô cái hồ, đừng có cho nó ngập vô cái lu đó. Sau đó mọi người đi ra ngoài sông á, hai chỗ mấy cái sông mà có cái cống mà đường thường mình chạy xe đi ngang qua cái sông á, mà có cái cống ở dưới á, nước sấy nước chạy mạnh á, cái mình móc cái phần bụng ở đó mọi người, cái mọi người về cái mọi người tát lên cái phần ngay chỗ mà cái phần mà mình làm cho nó láng để cho nó vô cái lu á, chế đó miếng, sau đó cái mọi người tát ngoài miếng nữa, rồi tới sáng ngày mai là cá nó vô cái hũ quá trời luôn á mọi người. Nếu mà có trời mưa thì càng tốt, trời mưa thì cá nó sẽ đi nhiều hơn, rồi không mưa thì cá nó cũng đi nữa nha mọi người. Hồi xưa mình mê bắt cá lắm mọi người, mà khi mà mình cắm câu á, mỗi buổi tối mình cắm câu á, có khi một ngày mình dính được 4-5 con cá mọi người, mà cắm ít lắm, mình cắm ít không có cắm nhiều, tại mình cắm ở nhà chủ yếu ăn à, ốm ngon chừng 20 cây à. Mà dính ngon, nó dính nhiều đó là nhiều rồi đó mọi người. Mình ăn hết cái cuốn này thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha mọi người. Có gì sơ sót thì mọi người bỏ qua giùm mình nha. Mọi người nhớ chia sẻ cái video này nha mọi người. Quên nữa, cái phần này nè mọi người, cái phần má ở dưới nè mọi người, thịt nó dai lắm. Video đến đây cầm dừng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video và mọi người nhớ chia sẻ video này giúp mình nha.
cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.